Trong khi các đội bóng cạnh tranh trực tiếp tại Premier League liên tục đem về cho mình những bản hợp đồng bom tấn mùa hè này, Liverpool lại chọn cho mình lối đi riêng. Điển hình nhất, Chelsea vừa kích hoạt thành công thương vụ kỷ lục Romelu Lukaku về với sân Stamford Bridge. Không mua vào rầm rộ và ồ ạt, The Kop vẫn làm yên lòng các cổ động viên nhà bằng cách gia hạn với những trụ cột quan trọng. Một trong số đó chính là Virgil van Dijk, trung vệ đóng góp rất nhiều vào thành công của câu lạc bộ thành phố cảng những năm qua. Cầu thủ người Hà Lan đã ký một hợp đồng mới có thời hạn 4 năm. Đây là phần thưởng cho những ảnh hưởng to lớn mà anh ấy đã tạo ra cho đoàn quân của Jurgen Klopp kể từ khi anh ấy đến gia nhập câu lạc bộ từ Southampton vào năm 2018. Đội trưởng của đội tuyển Hà Lan đã có 130 lần ra sân cho câu lạc bộ, ghi được 13 bàn thắng và giành được những danh hiệu ở Premier League, Champions League, UEFA Super Cup và FIFA Club World Cup. Về mặt cá nhân, anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của PFA, cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA mùa giải 2018-2019. Ngoài ra, anh cũng từng đứng thứ hai trong quả bóng vàng 2019 và cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA năm 2019. Đây thực sự là một bảng thành tích cá nhân đồ sộ với một người chơi vị trí trung vệ. Cầu thủ 30 tuổi đã theo chân Trent Alexander-Arnold, Fabinho và Alisson, những trụ cột đã đồng ý ký hợp đồng mới trong những tuần gần đây. Liverpool cố gắng tìm cách giữ vững nòng cốt của đội đã giành chức vô địch Premier League và Champions League bằng những cam kết gắn bó dài hạn. Ngoài ra, đội chủ sân Anfield cũng đang tìm cách giữ chân Mohamed Salah, Sadio Mane, Jordan Henderson và Andrew Robertson bằng các bản hợp đồng mới. Van Dijk cam kết tương lai của mình với The Kop bằng cách đảm bảo mối quan hệ 3 năm rưỡi của anh với câu lạc bộ sẽ được kéo dài trong những năm tới. Khi được hỏi về cảm giác khi quyết định tiếp tục đồng hành cùng câu lạc bộ, Van Dijk chia sẻ trên trang web chính thức của Liverpool: "Thật tuyệt vời, đó là điều rất đáng tự hào. Tôi rất vinh dự bởi vợ tôi và các con tôi cũng tự hào theo và hiển nhiên là người đại diện của tôi nữa. Tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã nỗ lực vượt qua cho đến nay vẫn sẽ tiếp tục. Tôi đang mong đợi những vinh quang tương lai mà mình có thể mang lại cho Liverpool. Tôi rất vui, rất hạnh phúc và tự hào." Việc tiếp tục ký hợp đồng gia hạn lâu dài với Van Dijk không khác nào việc có được một tân binh chất lượng. Tình hình dịch Covid-19 đã khiến bức tranh tài chính của Liverpool không mấy khả quan. Ibrahim Konate, trung vệ trẻ đang được săn đón hàng đầu tại châu Âu, là tất cả những gì mà ba lãnh đạo đội bóng đem về sân Anfield để bổ sung lực lượng. Rõ ràng trước viễn cảnh các đội bóng lớn liên tục đem về những cái tên khủng, các Liverpoolian chắc hẳn muốn đội bóng chi tiêu tích cực hơn. Dẫu vậy, bộ đôi trung vệ Van Dijk, Konate đầy hứa hẹn sẽ đem về nhiều hơn sự an tâm nơi hàng phòng ngự. Họ không hề muốn những ám ảnh từ vị trí trung vệ ở mùa bóng năm ngoái tiếp tục ảnh hưởng tới tham vọng của câu lạc bộ. "Kể từ ngày đầu tiên khi tôi gia nhập câu lạc bộ, tôi đã cảm nhận được mình được đánh giá rất cao từ người hâm mộ cũng như từ các đồng đội. Họ nghĩ rằng tôi có thể là một thành viên rất quan trọng của đội bóng này. Mọi chuyện đã diễn ra thật tuyệt vời, hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Nhưng thật không may, mùa giải trước đối với cá nhân tôi là một mùa giải đáng quên. Rút kinh nghiệm cho bản thân và tiếp tục cố gắng, tôi đã tận hưởng khoảng thời gian ở đây và sẽ tiếp tục tận hưởng nó trong vài năm tới cùng tất cả mọi người." Virgil van Dijk đã có những chiêm nghiệm về những gì anh đã trải qua trong màu áo của The Red. Quả thực đối với van Dijk, câu lạc bộ này đã đưa anh vươn tới vị thế của một trung vệ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Ân tình đó có lẽ là quá đủ để cầu thủ 30 tuổi người Hà Lan gắn bó với đội bóng cho đến khi sự nghiệp trôi về những năm cuối. Chúng ta đã đều biết Virgil van Dijk đã trải qua một mùa giải đáng quên. Chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã khiến anh phải nghỉ thi đấu hết mùa bóng trước. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội bóng của anh đã không có được những kết quả tốt. Tầm ảnh hưởng của van Dijk đến toàn đội là không thể chối cãi. Sự vững chãi, quyết đoán trong phòng ngự cùng khả năng chuyền bóng tuyệt vời của trung vệ này chính là chìa khóa đem đến những thành công lớn như chức vô địch Champions League hay Ngoại hạng Anh. Những ngày tăm tối có lẽ cũng đã qua đi, van Dijk đã trở lại tập luyện và thi đấu ở giai đoạn tiền mùa giải. Với thể lực sung mãn và khát khao chứng tỏ bản thân khi trở lại, Liverpool hứa hẹn sẽ đem đến sức mạnh đáng gờm trong cuộc đua vô địch tại Premier League. Trung vệ Liverpool cũng chia sẻ thêm: "Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho cuối tuần. Vì vậy chúng ta sẽ xem huấn luyện viên sẽ có những quyết định thế nào vào cuối tuần này. Đó sẽ là một bầu không khí và suy nghĩ hoàn toàn khác đối với cá nhân tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau chiến đấu vì điểm số và hy vọng chúng tôi có thể có được một kết quả tích cực ở trận đấu đó." Khao khát được trở lại đối với cá nhân Van Dijk đang lớn hơn bao giờ hết. Vị thế của một trung vệ từng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA, từng về nhì trong cuộc đua giành quả bóng vàng, khiến Van Dijk luôn đau đáu rằng làm sao để đưa câu lạc bộ trở lại với huy hoàng vốn có. The Kop luôn cần một mẫu trung vệ như Van Dijk. Anh là một thủ lĩnh thực sự ở hàng phòng ngự, một hòn đá tảng trước thủ thành Alisson bởi khả năng che chắn, đọc tình huống tuyệt vời. Anh đồng thời cũng là phương án hàng đầu nhằm triển khai bóng từ tuyến dưới. Thiếu anh, Liverpool như mất một nửa sức mạnh.
Chỉ những kết quả bết bát mùa trước là minh chứng rõ rệt nhất. Trung vệ 30 tuổi chắc chắn sẽ rất háo hức trở lại thi đấu khi mùa giải mới cận kề. Một khởi đầu mới cho Van Dijk trong màu áo Liverpool sau quãng thời gian chấn thương dài đáng quên. Anh sẽ tiếp tục thi đấu trong một tâm thế mới, bên cạnh một đồng đội mới, một trung vệ chất lượng như Ibrahim Konate. Sự tự tin trong Van Dijk đang được củng cố khi có một đối tác đủ khả năng để san sẻ gánh nặng trong phòng ngự, cũng như phát triển bóng lên tuyến trên. Dẫu vậy, với đội hình đã khẳng định chất lượng từ những vinh quang trước đó ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu, Van Dijk cùng các đồng đội vẫn đang vững tin về một tương lai triển vọng hơn so với mùa giải trước. Thiago đang cho thấy sự hòa nhập tốt. Đẳng cấp của tiền vệ này sẽ giúp Jurgen Klopp tự tin chơi theo bóng đá mà ông muốn. Cùng những Trent, Robertson, Mane và Salah, tập thể này sẵn sàng trở lại thách thức mọi đối thủ ngáng đường. Liverpool đã có sức mạnh toàn diện ở các tuyến. Họ hiểu rằng giờ là lúc để tạo ra hệ thống tối ưu nhất từ những quân bài đang có trong tay, chứ không phải chạy theo những đội bóng khác để mua sắm vô tội vạ. Sự cam kết gắn bó của Van Dijk như thể một động thái quan trọng của ban lãnh đạo đội bóng thành phố cảng. Liverpool đã gia hạn với Trent, Alisson, Fabinho trước đó để củng cố cho thương vụ này khi mà các trụ cột đã cam kết ở lại. Những ngôi sao tấn công thường xuyên bị trèo kéo như Mane hay Salah có lẽ sẽ muốn gắn bó lâu hơn. Đã từng có rất nhiều đội bóng lớn, điển hình là Real Madrid, muốn chiêu mộ những tiền đạo chất lượng này. Bản thân Liverpool cũng đang không cho thấy sự dư giả tài chính để tiếp tục nổ bom như những mùa giải trước đó. Những thương vụ kỷ lục như Alisson hay chính Van Dijk đã là quá khứ. Giữ vững được cầu thủ nòng cốt như Van Dijk, sau đó là Salah và Mane, ắt hẳn là nước đi thiết thực nhất nhằm giúp Liverpool mang về những chiếc cúp danh giá trong tương lai gần. Virgil van Dijk cùng các đồng đội của mình đã thực sự tạo nên lịch sử tại Liverpool. The Kop đã gặt hái những thành quả mà họ đã phải chờ đợi quá lâu. Các cổ động viên của nửa đỏ vùng Merseyside cuối cùng cũng đã được chứng kiến đội bóng con cưng của họ hùng mạnh như xưa. Trước vô địch Champions League mùa 2018-2019, đặc biệt là ngôi vương Premier League mùa 2019-2020 sau 30 năm ròng rã, tất cả chính là món quà vô giá mà Klopp cùng cậu học trò đem về cho đội bóng. Đối với trung vệ người Hà Lan, sự kỳ vọng đến từ cái giá kỷ lục mà Liverpool đã trả cho anh có lẽ là bệ phóng để Van Dijk vươn mình trở thành một trung vệ hàng đầu thế giới. Mối tình giữa Liverpool và Virgil van Dijk sẽ lại được tiếp tục. Và ở thời điểm hiện tại, Jurgen Klopp cùng với một bộ khung chất lượng sẽ sẵn sàng chinh phục mọi đấu trường khắc nghiệt nhất, dù là chiếc cúp ngoại Anh hay chiếc cúp tài vòi. Kể cả khi tập thể toàn sao ấy không thể tiếp tục đem về sân Anfield những danh hiệu to lớn, sự cống hiến của Van Dijk khiến anh xứng đáng được ghi nhận là một trong những huyền thoại của đội bóng sau này.